Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Tôi Về Với Cậu do Đam Mỹ Tường truyện thực hiện, chương 19. Trong khi Thanh đang thưởng thức chén cháo cá thơm ngát từ ông nội, thì ba Thanh lù lù xuất hiện trước cửa nhà hóng bóp trước. Thấy thằng con mình đang nhàn nhã thưởng thức hương vị đồng quê, ông nhìn Thanh một cái nhiều ý nghĩa, làm Thanh thấy chén cháo đột nhiên mất ngon vài phần. Thưa ba, con mới về. Ăn cái gì chưa? Có cháo cá mới nấu xong. Ông hai hỏi thằng con vừa bước vào nhà. Dạ, cho con một chén, mà ba để con tự lấy được rồi. Ra rửa tay rửa mặt cho mát rồi hãy ăn. Khi ba Thanh ngồi trước mặt cậu với bát cháo ngon ngút, Thanh cũng nhanh chóng vét hết chén cháo của mình. Mẹ con kêu ba xuống coi con làm gì dưới này mãi không về, tính học xong rồi chơi mãi sao? Ông chậm chạp vừa ăn vừa hỏi, thái độ như hỏi thăm cũng như hỏi tội. Dạ đâu có, con tính chơi lâu một chút rồi về làm, con có dự tính hết rồi, ba đừng lo. Không lo, con tài cán gì, chỉ được cái chăm chỉ bù lại, không lo sao được. Con biết con năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Tới giờ mà vẫn chưa động tay động chân vào việc gì. Thì bay để từ từ thằng nhỏ nó làm, mới đi học về chưa bao lâu đòi hỏi nó thế này thế nọ, sao mà có ngay cho được. Ông hai nghe Thanh bị chê trách liền lên tiếng đỡ cho thằng cháu nội. Dù gì ông biết nó lê la ở đây không phải vì ham chơi trốn việc. Ba à, thanh niên ở thành phố tuổi như nó cũng có thành tích rồi, không có lông bông như nó đâu. Đi học về cả tháng nay cũng chẳng có nghe nó nói đá động về tới chuyện xin việc. Con với mẹ nó không có lo cho nó được bao lâu nữa đâu. Thì cái gì cũng từ từ, học lâu nay cho nó nghỉ xa hơi một chút, làm thì làm cả đời mà. Con chỉ nhắc nó một chút thôi, ba đừng binh nó tưởng mình giỏi, đừng nghĩ có cái bằng du học là móc được tiền của người ta. Không đâu ba, con có dự tính rồi. Thanh lên tiếng tự biện hộ. Con có người bạn cùng du học ở bển, người Đài Loan, gia đình cậu ấy chuyên nghề may mặc, con với cậu ấy định mở một xưởng may, trước là gia công cho gia đình cậu ấy, sau đó sẽ tự phát triển lên. Bạn bè có tin tưởng được hay không đó, coi chừng bị người ta gạt. Tụi con ban đầu chỉ là làm nhỏ thôi, không sao đâu, coi như chi nhánh của công ty gia đình cậu ấy ở Việt Nam. Cậu ấy cũng theo con về Việt Nam luôn, nhưng còn muốn đi lông ngông chơi và tham quan. Có việc gì thì cứ thử sức, ba sẽ ủng hộ, nhưng con cũng phải cẩn thận, ngựa non háo đá biết không? Ba Thanh nghe vậy cũng có vẻ an tâm, ra làm ăn mà có người trong ngành giúp đỡ ban đầu là rất may mắn. Con biết mà. Thanh, con chào bác. Hoàng từ cửa sau ló đầu vô gọi Thanh, cậu chợt nhìn thấy ba Thanh nên cũng vội vàng chào. Tí hả? Lúc này khỏe không con? Ba Thanh cười hiền hòa trả lời. Dạ, khỏe re hả bác? Ông nội cũng khỏe hả con? Dạ, cũng hay cảm mạo lai rai. Ừ, con kiếm thằng Thanh hả? Dạ. Vậy con đi với nó đi, chuyện làm ăn của con về nhà nói tỉ mỉ ba nghe. Ông quay sang nói với Thanh. Dạ. Thanh theo Hoàng đi mất. Cha Thanh lại vô bếp múc thêm chén cháo. Vừa múc cháo ông vừa hỏi chuyện ông hai. Ba, thằng Thanh làm gì dưới này mà lâu dữ vậy? Nó không làm chuyện gì xấu đó chứ? Không. Không, biểu con tin cũng khó đó ba. Nó hồi trước bảy mấy cũng không chịu về thăm ba, tự dưng cứ chạy về đây miết, nói không có chuyện làm sao con tin. Nếu mày thấy nó có chuyện thì đúng như mày nghĩ đó, hỏi ba làm chi? Ba Thanh làm rớt cái muỗng cháo, gõ vô thành nồi một cái con. Mày biết bao lâu rồi, sao không nói năng gì hết? Hôm nay tự dưng lại về hỏi. Không, không lẽ nó... Ba thằng tí giết con mất. Ba Thanh không kiềm chế được mở miệng than. Mày cũng biết vậy à? Nếu mày biết cách đây một năm thằng Thanh đòi chia tay thằng Tý, quen cái người nào đó cùng đi du học với nó, thì mày nghĩ sao?
Bàn tay bưng chén cháo của ba Thanh run rẩy, ông vội đặt chén cháo xuống cho khỏi đổ, trán đã lấm tấm mồ hôi. Nó đi học mấy năm liền, không thấy năm nào về nghỉ hè hay nghỉ lễ. Tự dưng hôm bữa đột ngột về không ở nhà mà chạy luôn xuống đây. Lần đó nó về là để xin lỗi thằng Tí, nhưng ông Năm không có cho gặp, nên lần này nó về ăn dằm nằm về ở đây để xin lỗi đó. Ba Thanh mặt mái cắt không còn giọt máu, không thể nào chuyện cũ lại tái diễn. Nó hơn mày được cái chỗ là biết quay về, nếu không... Để dở câu nói rồi ông hai bỏ đi, ba Thanh một mình ngồi nhìn chén cháo còn nguyên trên bàn. Giờ này thật ông không thể nuốt trôi miếng nào được nữa. Ba Thanh dạo một vòng quanh nhà, ông dừng trước một gốc mai thật lớn, cành lá xum xuê cao quá đầu người. Gốc mai nằm giữa hai nhà, nhưng nằm về phía bên đất nhà của ông Năm, cũng là nhà của người ta. Đã lâu rồi ông chỉ dám đứng đây nhìn qua bên kia, không dám bước lại gần. Từ cái ngày người ấy mất đi, ông chưa một lần dám ngẩng mặt nhìn ông Năm. Ông làm gì còn mặt mũi nào mà qua nhìn nhà người ta mà tưởng niệm. Ông nhớ năm đó ông cùng ba thằng Tí châu đầu bên gốc mai bốc thăm xem ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi. Cả hai đã thống nhất với nhau, một người lên thành phố tìm việc làm để cải thiện kinh tế, một người ở lại lo cho cha mẹ, nhà cửa, ruộng vườn của cả hai bên. Ông lúc đó vô cùng mừng rỡ vì bốc được thăm ra đi. Ông lo cho người ta đi một mình xứ lạ quê người sẽ phải chịu nhiều cực khổ, lạ nước lạ cái, một thân một mình, bệnh hoạn không ai lo, ấm lạnh không ai sưởi. Việc cực khổ cứ để ông lo, người ta ở nhà dù gì cũng làm ông an tâm hơn. Tới bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ cái gương mặt người ta nhăn nhó khi ông là người phải lãnh trách nhiệm bôn ba xứ người. Người ta cũng lo cho ông, không khác gì ông lo cho người ta. Vậy mà ông đã phụ lòng người ta. Ngày ông về báo với cha sẽ lấy vợ thành phố, người ta như chết lặng, không thốt được một lời. Rồi ông phát hiện người ta đau, đau đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi được, nói chi là một lời trách móc. Rồi ông lấy vợ, 2 năm sau người ta cũng lập gia đình. Không biết vô tình hay cố ý mà 2 đứa nhỏ sinh cùng một năm. Rồi người ta bỏ xứ mang vợ đi làm ăn xa. Rồi người ta không trở về nữa. Ngài biết tin người ta vĩnh viễn không về nữa, ông mới biết cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, không còn có thể cứu vãn được nữa. Cho dù khi đó ông có muốn bỏ vợ bỏ con về với người ta, thì cũng không còn ai ở đó mà chờ ông nữa. Dù ông có mỗi năm đứng bên dòng sông đó nói với người ta rằng mọi thứ tiền tài danh vọng đều không còn chút ý nghĩa nào nữa nếu không có người ta trên cuộc đời này. Dù muốn nói người ta mới là cuộc sống, là hơi thở của ông, không có người ta cùng hít thở chung một bầu không khí, ông cũng sẽ không thể thở nổi nữa, thì cũng chẳng ích gì. Vì không còn ai để nghe nữa. Dù ông rất muốn, nhưng từ ngày người ta mất đi, ông chưa từng mơ thấy người ta dù chỉ một lần. Ông muốn thấy người ta mỗi đêm, trong từng giấc ngủ. Người ta đi rồi không để lại một thứ gì làm kỷ niệm, để ông có thể ôm nó mà khóc thương, mà nương tựa. Ông chỉ còn biết trông mong người ta về trong những giấc mơ để ông được nhìn lại khuôn mặt, hình dáng đó. Nhưng người ta giận ông thật nhiều mà. Dù đã mất rồi, nhưng một lần về gặp cũng không, không cho ông nhìn thấy, một lần cũng chưa từng. Về để trách móc hay hù dọa ông, trả thù cũng không buồn làm. Ông đã bị người ta ghét bỏ thật nhiều mà. Cũng đáng đời ông vì đã làm người ta đau khổ đến như vậy mà.
Ông chưa từng xin lỗi vì biết mình không xứng để được tha thứ. Ông cũng từng dằn vặt bản thân rất nhiều khi quyết định phản bội người ta. Nhưng tuổi trẻ bồng bột bị quyến rũ bởi phù phiếm xa hoa, ông quên mất thứ quan trọng nhất của mình để cuối cùng hoàn toàn đánh mất nó. Người ta đi, ông nhìn mặt lần cuối cũng không được. Một nắm mồ con để khóc thương tưởng nhớ cũng không có. Một bàn thờ để thắp nén hương cũng không. Chỉ còn lại mỗi gốc mai chứng kiến những cái kỷ niệm vui buồn, là nơi hai người thủ thỉ chuyện nọ chuyện kia, nói lời yêu thương, nói lời vĩnh biệt cũng ở chỗ này. Gia đình ông tan vỡ theo sự ra đi của người ta, nỗi đau không thể che giấu, mà phụ nữ thì rất luôn nhạy cảm. Vợ ông cảm nhận được trái tim của ông không thuộc về mình, và hậu quả là ngoài thằng Thanh ra, vợ chồng ông chẳng thể có thêm một đứa con nào khác nữa. Bà cũng không bao giờ bước chân về quê chồng, kéo theo thằng con chẳng bao giờ chịu về thăm nội nó. Ông cũng không thể trách được vợ mình, là lỗi của ông trước, hại người mình yêu, hại luôn người yêu mình, lại hại chính bản thân mình. Giờ đây ma xui quỷ khiến, ông từ nơi này bỏ lại trái tim mình, còn thằng con ông, nó thì lộn trở về đây tìm một nửa của nó. Chuyện cũ lặp lại, nhưng thằng con ông lại không giống ông. Nó còn có cơ hội quay đầu lại, chuộc lại những sai lầm của mình. Ông không biết nói gì bây giờ, biết nói sao với vợ mình bây giờ. Mẹ thằng Thanh chắc chắn sẽ phản đối dữ lắm, cũng không thể trách bà. Có ai muốn con mình yêu một người đồng giới đâu, huống chi đã có vết thương cũ là ông. Bà liệu chấp nhận nổi hay không? Không thể để thằng nhỏ bơ vơ với trái tim vỡ nát giống cha của nó. Ngày đó ông đã chẳng chịu làm gì cho người ta, thì bây giờ ông nên làm chút gì đó cho giọt máu mà người ta để lại. Hoàng, một kẻ lớn xác, ngốc không ngốc mà khôn cũng không khôn, lần đầu tiên hưởng qua mùi vị của tình ái, thì không biết sau đó phải làm gì và làm như thế nào. Cậu làm sao biết sau đó phải chăm sóc người yêu cẩn thận thế nào, hỏi thăm ra làm sao, làm thế nào để tỏ rõ sự quan tâm chăm sóc sau khi cả hai thân cận. Nhưng theo bản năng cậu biết mình phải nhanh chóng làm cho lẹ công việc, không thể bỏ dở để ở bên cạnh Thanh. Tờ mờ sáng là cậu đã lo chạy ra đồng, tới khi trời có nắng là đã hu dọn chạy về. Vừa tới nhà là cậu quẳng lèm quẳng cuốc chạy tuốt qua nhà Thanh. Không thấy Thanh trong sân, cậu nghĩ chắc Thanh ở trong bếp. Cậu làm sao cũng không nghĩ tới chuyện Thanh vẫn còn nằm trên giường. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào, cậu đã nhìn thấy cha Thanh ở trong nhà. Vội vàng chào cha Thanh xong, Hoàng cũng chưa biết phải làm gì tiếp, nói gì tiếp. Cậu muốn gặp riêng Thanh, ở bên cạnh Thanh, chứ cũng không có việc gì quan trọng để có thể mở miệng xin phép rủ Thanh ra ngoài. Cậu cũng chậm tiêu tới mức chẳng kịp nghĩ ra được cái cớ nào, chỉ chăm chăm trả lời những câu hỏi của cha Thanh. Nhưng cha Thanh đã lên tiếng kêu Thanh đi với cậu, cậu mừng rơm trong bụng. Nhìn Thanh nhăn nhó cái mặt tỏ vẻ không vui, Hoàng chột dạ. Cậu nhận thấy hình như Thanh đang giận cậu. Cậu khó chịu hả? Hoàng chỉ biết hỏi như vậy. Cậu không nhìn ra Thanh muốn bệnh hay là giận cậu. Cậu nghỉ học nghỉ làm một bữa có sao không? Thanh không tránh được muốn trút giận trong lòng. Dù cậu có lỗi trước, nhưng dù gì hai đứa cũng vừa mới thân mật xong, Hoàng lạnh nhạt bỏ lại cậu như vậy, không phải Hoàng vẫn còn trách cứ cậu chuyện cũ đó chứ? Tôi tranh thủ xong việc sớm, chiều nay không đi học. Hoàng thành thật khai báo ý định của mình, cậu thật sự rất muốn ở cạnh Thanh cả ngày hôm nay. Thanh bước lại cái võng treo trên trước hiên ngồi xuống. Cậu đứng thêm một chút sẽ không tránh được cái cảm giác mệt mỏi. Cậu không phải mình đồng da sắt mà có thể hồi phục nhanh chóng sau một buổi sáng được. Hoàng cũng không ngồi cùng võng với Thanh như mỗi tối hai đứa hay ngồi. Cậu đi ruộng về chưa rửa ráy gì cả, tay chân còn lấm lem bùn đất mồ hôi. Cậu ngồi bệt xuống đất trước mặt Thanh. Cậu theo tôi về thành phố đi,
tụi mình sống chung một nhà. Thanh ngồi phía trên nhìn Hoàng đang chống cằm nhìn mình. Cậu nói ngay vào vấn đề mình muốn. Thanh cũng muốn biết Hoàng nghĩ gì khi hai đứa đã thân mật như vậy. Không được, Thanh nhăn nhó trả lời, không suy nghĩ chậm một giây nào. Đừng nói cậu với tôi không phải là vợ chồng nữa nó nha. Lớn rồi, nói chuyện nghiêm túc đi, có đi với tôi không? Thanh nói mạnh miệng nhưng trong lòng thì run. Nếu cả hai đã có một bước tiến lớn như vậy, cậu cũng tự nguyện nằm dưới để lôi kéo Hoàng mà Hoàng vẫn không chịu bỏ qua thì không lẽ cả hai phải mỗi người mỗi ngã sao? Không thể, tôi còn ông nội, giả lại ông nội cậu cũng ở đây mà, chỉ có hai người già, tôi đi rồi ai lo? Thanh lần này á khẩu thật sự, cậu chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Cậu nhiều năm nay đâu có quan tâm gì tới ông nội mình như một thằng cháu đúng nghĩa đâu. Cho nên cậu lần này đúng là không còn gì để cãi. Không thể để hai người già sống một mình không con không cháu chăm sóc được. Ông nội cậu thì có thể nói cha mẹ cậu đón lên thành phố sống. Nhưng còn ông nội Hoàng, có muốn đón lên sống cùng, khỏi nghĩ cũng biết còn lâu ông năm mới chịu. Hoàng nè, cậu còn giận chuyện tôi đã dối gạt cậu không? Thanh hỏi lại vấn đề cậu đang lo lắng nhất. Còn, rất là buồn. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thanh trả lời. Nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu. Cậu tin tôi lần nữa đi. Thanh nói như năn nỉ. Tôi sẽ tin cậu, tôi thích cậu lắm mà. Nếu không gặp cậu nữa, tôi sẽ càng buồn hơn bây giờ. Xin lỗi Hoàng, tôi thật tệ mà. Thanh nghe lòng mình chua xót là cậu làm cho Hoàng buồn như vậy. Nhưng Hoàng nè, tôi dù gì cũng không thể ở đây mãi được. Ba tôi sáng hôm nay xuống kia tôi về lo công chuyện làm ăn. Tôi với cậu cũng không còn nhỏ nữa. Hôm nay không về, ngày mai cũng phải về. Cậu không đi với tôi, tụi mình làm sao sống chung? Nhưng còn ông nội, hay mình thuyết phục hai ông nội lên thành phố sống với tụi mình đi. Thanh dù biết khó nhưng cũng muốn thử thuyết phục một lần. Cậu cũng không muốn xa Hoàng. Tôi không dám nói đâu. Hoàng sụ mặt. Nhưng có nói chắc chắn ông nội cũng không chịu. Còn mồ mả ông bà tổ tiên, còn đất đai không ai trông nom thờ cúng, ông nội sẽ không đi đâu. Mình bán hết đất đi, lên thành phố mua nhà. Cậu điên à? Cậu thử nói đi, ông nội tôi đập cậu gãi giò. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy tụi mình làm sao? Thanh thật sự sốt ruột. Hay cậu về đây với tôi đi. Hoàng mặt mày sáng rỡ đề nghị. Thương lượng giữa hai người kết thúc ở đó. Hoàng nhất quyết không thể đi. Thanh biết chắc cậu cũng không thể ở lại. Cậu đâu biết mình về quê sẽ làm gì với cái đống ruộng, đống đất này. Những thứ cậu học, môi trường quen thuộc của cậu là ở thành phố, ở nơi giao thương đông đúc, cậu mới có cơ hội làm việc, va chạm, phát triển. Chỉ có người ở quê ra thành phố, chứ có ai đời từ thành phố chạy về quê bao giờ. Không thể thương lượng, Thanh lại về thành phố. Hoàng lại tiện cậu ra tận đầu đường bằng chiếc xe đạp lọc cọc. Thanh thở dài khi bước lên xe. Dù rất không muốn đi, nhưng dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi, chỉ để bám theo Hoàng lằng nhằng đòi Hoàng theo mình. Hoàng chỉ hỏi cậu vì sao không phải là cậu về với Hoàng. Cậu chỉ có thể ngậm miệng không trả lời được. Nhưng may mắn là Hoàng đã tha cho cậu, cả hai sẽ tiếp tục như ngày xưa, đi đi về về thăm nhau. Thanh thật ra không biết Hoàng rất muốn nói với cậu là tôi đồng ý đi với cậu. Dù gì thành phố cũng là giấc mơ của rất nhiều thanh niên ở quê muốn lập nghiệp, muốn phất lên, muốn đổi đời. Hoàng cũng không còn chấp nhất gì nhiều chuyện Thanh từng làm cậu đau lòng. Hoàng cũng rất muốn mỗi ngày ở cạnh Thanh, được ôm Thanh như ngày đó, được nhìn thấy Thanh, nói chuyện với Thanh mỗi ngày. Nhưng dù cậu có là kẻ bị nói là khờ, là ngốc, thì cậu cũng đủ đầu óc để suy nghĩ, để cân nhắc chuyện cậu có nên rời xa ông nội mà đi với Thanh hay không. Cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều, trái tim Hoàng cũng biết là cậu không thể bỏ ông nội một mình được.
Cậu cũng muốn một lần được lên thành phố xa hoa đó sinh sống, nhưng cậu đi rồi thì ai lo cho ông nội già yếu bây giờ? Hoàng Tiễn Thanh đi về rồi cậu lại ngồi thừ dưới gốc cây mà cậu hay ngồi chờ Thanh, chẳng muốn về nhà nữa. Cả tháng nay có Thanh bên cạnh cũng quen, bây giờ tự dưng xa cách cảm thấy hụt hẫng làm sao ấy.